sang bên này là đồng dương hai, nitơ là nitơ dương năm, sang bên này là nitơ dương hai, công trừ hai bằng hai nhá, sang trái của hai, số ba bên trái công trừ hai, còn trừ hai đi hai thôi, năm trừ đi hai bằng ba, giờ quan trọng cái bước chéo này, ba cộng một, hai cộng một, được chưa? Vậy thì có ba đồng hai nghìn đồng cộng với lại bao nhiêu đồng? Đây là hai để ba à, siêu là ba hai lần thì có hai nghìn đồng cộng với sáu nghìn đồng thì bằng tám nghìn đồng đúng không? Phải tám nghìn đồng lấy đi hộ tám nghìn đồng chia ra là bốn, được chưa? Ok chưa? Có sắc nhôm từ không lên nhôm dương ba không trừ đi ba thì bằng ba, nitơ dương năm về nitơ không nhìn nhẹ thì kỹ là năm trừ đi không năm, chỗ này có hai đến hai nữa mười, vậy có chéo, có chéo mười đây, có chéo ba đây. Vì có là người nhôm để đi tờ 3 x 2 là 6 6 cộng với 3 người thì bằng 36 đi tờ đến đi vô 36 đi vô và trên 2 thì bằng 18, được chưa? Kép của mình là kép không, đây kép thứ hai đúng không? Đây nhiều cái hai em, Peter của mình là Peter số 5 đúng không? Về Peter số 1, 5 số 1 4, 4 thứ 2 thì bằng 8, 2 chia 8 thì bằng 1 chia 4, vậy gấp 4 đây, gấp 4 đây, 4 kép, đấy Peter, 2 Peter, 8 Peter bằng 10 Peter. Lấy đi đô, người xe vào năm, được chưa? Cái chỗ này 3 dây 0 này trên 3 dây dương 2 này cộng trừ 2 bằng 2 này đi tơ dương 5 này về đi tơ trừ 3 này vẫn là đi tơ dương 5 dương tuyên đấy còn nhớ đấy trừ dương 5 trừ đi trừ 3 này bằng 8 2 chia 8 1 chia 4 4 1 4 2 C thế đi tơ này 1 x 2 là 2 2 cộng 8 là 10 10 đi đôi phải trừ đi 4 ở đây thấy chưa 10 chia 4 bằng 6 6 chia 2 bằng 3 xong và cùng bạn xem này. Ở đây thì bạn sẽ cho con biết được cái tỉ số của hai cái kính trước. Vậy đây mình có này NO chia NO2 bằng 1 chia 2. Và mình sẽ làm kiểu này. Giả sử như hệ số của NO là 1 thì hệ số của NO2 là 2. Thế không? Mình giả sử vậy đã. Bắt đầu mình làm đi bình thường này. Nhôm không? Lên nhôm dương 3 đúng không? Không chỉ 3 bằng mấy? 3 nitơ dương 5 về nitơ dương 2 5 sao vậy? 3 thì lấy 1 ở trước này vậy là 1 nhân 3 cộng với 5 về dương 4 5 trừ 4 bằng 1 vậy đây là 2 nhân 1 được chưa? Vậy là ngay như 1 lấy 2 rồi mà vậy là 2 nhân được chưa? 1 nhân 3 cộng 2 cộng bằng 5, làm cái mẫu nhìn đi nhé, 5 bất lợi 3 bất lợi, 3 bất lợi thì 3 x 1 thì bằng 3 3 x 2 thì bằng 6
được chưa? Thì như vậy tổng a 3 trên 6 cũng là 1 trên 2 đúng không? Ok chưa? Vậy là mình sẽ có ở tổng bài 5 nhôm. Đến bây giờ này 6 y tơ cộng 3 y tơ là 9 y tơ, 9 y tơ cộng 15 y tơ và 24 y tơ, 24 kilo chia 2 bằng 12. Hiểu cách làm chưa? Đấy, chúng ta học thêm rồi ha. 2 chia 1 đúng không? Được, giả sử đây là 2 thì là 1. Mình có A3C đủ từ 3C không? Lên 3C dương 2 cộng trừ 2 bằng 2. Nitơ của mình là nitơ dương 5. Vậy nitơ dương 4, 5 trừ 4 bằng 1. Thì được đây là 2 nhân 1 cộng với nitơ dương 5. Vậy nitơ dương 2, 5 trừ 2 bằng 3. Đúng chưa? 1 nhân 3, 2 nhân 1 cộng 1 nhân 3 thì bằng 5. 5 vẫn lên đây. 2 nhân 2 bằng mấy ạ? 4. 2 nhân 1 thì bằng 2. 5 AC. Đến nitơ này, 2 nitơ cộng 4 nitơ là 6. 6 cộng 10 là 16. 16 nitơ và chia cho 2 bằng 3. Ok chưa? Tiếp được. Anh làm một anh làm một này. Mình có là kẽm, kẽm từ kẽm không đến kẽm dương 2. Hai e. Nitơ từ nitơ dương 5. Đây là cái nitơ không này. 5 thì không bằng 5 này. Đến 2 là 10 này. Đây sẽ là 1 nhân 10 cộng với dương 5. Về dương 1, 5 trừ 1 là 4. 4 nhân 2 là 8. 1 nhân 8. 10 cộng 8 thì bằng 18. Vậy mình có này. 2 chia 18 bằng 1 chia 9 rồi. Mình vứt 9 đây. Vứt 1 lên đây, 1 lên 1 bằng 1, 1 lên 1 bằng 1 nhá. Vậy mình sẽ có 9 kẽm. Đến bây giờ 5 bây giờ cộng 2 bây giờ là 4. 4 cộng 18 thì bằng 22. 22 thì vô. Mày chia cho 2 thì bằng 11. Xong. Yeah. Đặc biệt là sự khác. Có phải thầy dạy chúng ta là số xóa phải cái đúng không? Thế thì số xóa của đại lượng ước lượng hoàn toàn là cực điểm. Vậy khi mà tổng bằng không thì mỗi thằng bằng không được không? Không có bằng không à? Thì là thế coi sát là không thì đưa được cái không nào. Sát không đến sát dương 3. Không chỉ 3 là vậy. 3. Thì tại đây nhé, cộng với này liên minh không nên lưu hình dương 6. Không chỉ 6 là vậy. 6 giữa 3 thì 6 mấy ạ? 9. Nitơ dương 5 về nitơ dương 2, 5 chia 2 mấy ạ? 3. 9 chia 3 thì bằng 3 chia 1. Vậy mình vứt 1 ở đây. Mình vứt 3 ở đây. Đấy là 1 xăng 1 đi 10 liter, 3 liter cộng 3 liter là 6 liter. 6 kilo trừ 2 4 chia 2 bằng 2. Không hiểu cái này được. Cái này nó y xì, cái kia nó chỉ khác của ta. To là vấn đề là không. Sau mình ghi sổ đi. Được chưa? Tập tiếp được. Không trừ 2 bằng 2. Lưu hình không nên lưu hình dân 6. Không trừ 6 bằng 6, 2 cộng 6 bằng 8. Nitơ dương 5
về meter sư 1, 5 chữ 1 bằng 4, 4 chữ 2 bằng 8, 8 chữ 8 thì bằng 1 chữ 1. Vậy này là 1, anh này là 1, 1 đồng, 1 lưu hình. Bế meter 2 meter, cộng với 2 meter là 4 meter, 4 kilo chữ 2 kilo thì còn 2. Sắc không lên sắc dương 3 cộng trừ 3 bằng 3, lưu hình không lên lưu hình dương 6 cộng trừ 6 bằng 6. Chú biết lấy mấy ạ? Nhân 2, 6 nhân 2 là 12, 12 cộng 3 bằng 15. Meter dương 5, về meter không 5 trừ 0 bằng 5 nhân 2 bằng 10, 15 chia 10 thì bằng 3 chia 2 gấp 2 lần, mất 3 sinh lần. Mình có ạ, 2 sắt 2 x 2 là 4 lưu hình. Mình đến meter này thì kỹ lại 3 x 2 là 6 meter, 6 meter cộng 6 meter là 12 meter, 12 euro trừ đi 8 euro còn 4 euro, 4 tra còn 2. Đồng không lên đồng xương 2, không trừ 2 bằng 2. Chú nhận được số 2, được nhân 2. Lưu hình không lên lưu hình dương 6. Vậy 2 x 2 cộng 6 bằng 10. Meter xương 5 về meter dương 2, 5 trừ 2 bằng 3. Vậy được 6 đây, đây là 3, đây là 10. 3 x 2 là 6 đồng, 3 lưu bình. Đến meter, 10 meter cộng 12 meter bằng 22 meter, 22 kilo và trừ đi 6 thì bằng 16 kilo, 16 chia cho 2 thì bằng 8 kilo. Được chưa? Anh nghe là sao mình làm sao ít đi. Sư quý vị, công đầu của chúng ta là đồng công nên đồng dương 2, sắc của chúng ta là sắc không nên sắc dương 3, lưu hình chúng ta là đồng công nên là đồng dương 6. 2 cộng 3 cộng 6 thì bằng 11. Nitơ dương 5 về nitơ dương 2, 5 trừ 2 bằng 3, vất 3 đây, vất 11 đây đây. Và mình có đây này, nhìn này, 3 đồng, 3 sắt, 3 lưu hình. Đến meter nhá, 11 meter này, 11 meter này cộng với lại 9 meter là 20, 20 cộng 6 là 26, 26 euro trừ đi 6 thì còn 20, 20 chia cho 2, 20 chia cho 2 được không? Được. Ok chưa? It's S. Cái ghép này là sao một cái kiểu mới quay.
phải hướng dẫn và cách làm. Nghe để ý nhá, mình sẽ có SEXOE thì nó sẽ luôn nhường là 3x trừ 2in. Cái này không phải thuộc, cái này không phải thuộc. Sắt của mình số hóa cao nhất là bao nhiêu? Dương và oxy mình số hóa thấp nhất là bao nhiêu? Oxy mà thấp nhất là bao nhiêu? Thường số hóa oxy là bao nhiêu? Trừ 2, vậy đây dương 3x trừ 2i. Được chưa? Bây giờ chúng ta dự đoán xem NaOB thì nó sẽ nhận bao nhiêu? Cao nhất của nitơ là bao nhiêu? Dương nặng. Oxy thì luôn là bao nhiêu rồi? Vậy nó sẽ vào luôn nhận là bao nhiêu ạ? 5A trừ 2E. Được chưa? Sau đó mình làm như lấy ví dụ luôn. Thì nhiều 3x trừ 2y, vậy F3 muốn thì nhiều bao nhiêu? Mấy? Thế cũng thức kia rồi anh. Mấy ạ? Ồ. Thế cần làm không? Làm nhỉ? Cả phân tử F3 cũng nó phải nitơ dương 5 về nitơ dương 2 5 chia 2 bằng mấy? 3 vứt chéo đây, vứt chéo đây, được chưa? Mình nhớ lại 3 x 3 là 9 sắt, đến nitơ 1 cộng 27 thì bằng 28. 28 là chia 2 thì bằng 1. Thấy không? Sang này đi ạ. Cái này cũng dễ thôi, bản chất là giống như cũ. FAQE thì có nhiều bao nhiêu? 3 ấy trừ 2 nhé. Nitơ dương 5 về nitơ dương 4, 5 thì có nào vậy? 1. Vẫn 1 đấy. 3 ấy trừ 2 nhé, cũng xong rồi. Được chưa? Đếm sắc này x3 đến meter 3x trừ 2y nhân 1 bằng 3x trừ 2y nhá, cộng với 3x nhá, 3x trừ 2y và cộng với lại 3x thì bằng 6x trừ 2y, được chưa? Chia cho 2 thì bằng 3x trừ y. Thấy không? Quá dễ. Dương 3 3 e nitơ dương 5 về cái này không quan tâm, anh này luôn nhận 5 a trừ 2 b đúng không? Vẫn chéo đây, 5 a trừ 2 b vẫn chéo đây. Vậy giờ mình phải làm nhôm nó trước, 5 a trừ 2 b đến nitơ 3 a cộng với 3 a nhân với 5 a là 15 a, là 3 a là 15 a thì bằng 18 a cộng với trừ 2 b nhân 3 là trừ 6 b, được bao nhiêu chia cho 2? 18 a chia 2 là 9 a, trừ đi 3 b. Sao anh cũng đủ, vậy anh cũng đủ được bao nhiêu chứ lớp bận gì? Đây là anh sẽ đọc. Anh này nuốt nhờ 3 x trừ 2 y. Anh này nuốt nhờ 5 a trừ 2 b vứt chéo lên. Thì đây nó sẽ là 5 a trừ 2 b. Anh này sẽ là 3 x trừ 2 y. Ok chưa? Và bằng sắt nhá, 5 a x trừ 2 b
Và bạn đi vô lại thì tơ bỏ bạn đẹp 3AX cộng 15AX thì là bằng 18AX rồi. Tiếp tục này, 3 × 2 là bằng −6BX −6BX. Còn cái cuối cùng này, −2IA −2IA chia cho 2 thì chúng ta được bao nhiêu? 9AX −3BX −2IA. Đây là chúng ta làm cái chỗ này, chúng ta biết được rằng là